Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Mỗi ngày đều có một cái niềm vui, đó chính là được gặp gỡ các bạn, trao đổi cũng giống như là bốc hộp giới thiệu với các bạn tất cả những cái mẫu nước hoa mà bên Lâm đang kinh doanh, cũng giống như là Lâm muốn giới thiệu với các bạn update những cái mẫu mới nhất, cập nhật những mẫu nước hoa mới nhất hot trend cho các bạn đang theo dõi cái kênh của mình. Và Lâm sẽ giới thiệu các bạn một mẫu nước hoa của nhà Lalique. Lalique thì trước đây Lâm đã từng làm một mẫu nước hoa của nó rồi, đó chính là phiên bản Entry Noi, phiên bản Elder Toilet, là một trong những cái mẫu mà dành cho nam, nhưng mà nó thuộc dạng là phổ thông hơn, nó dễ tìm hơn và cái mùi cũng dễ chịu, dễ ngửi hơn. Nhưng mà hôm nay Lâm rất là thích cái mẫu đó, thì cái mẫu đó Lâm đã từng sử dụng qua khoảng 1-2 chai gì đó rồi sau đó Lâm đã giới thiệu cho khách của Lâm, thì khách của Lâm cũng có những cái đồng điệu giống như Lâm, cũng có những cái ý nghĩ và những cái sở thích giống như Lâm như đó. Thì những cái người thích tông mùi gỗ, vừa mới bóc hộp đã thấy một mùi gỗ, một cái mùi gỗ tràn ngập rồi, thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu các bạn một mẫu còn đậm đặc hơn nữa, đó là phiên bản Entry Snow, phiên bản Extreme. Đây các hộp nha, Entry Snow của nhà Lalique nha các bạn. Thì ở trên này nó có cái chữ mà Le Extreme nè các bạn. Le Extreme nghĩa là nó đậm đặc hơn đó. Các bạn có để ý là Chanel Alu thì nó có phiên bản Extreme và phiên bản Elder Toilet không? Thì Extreme nghĩa là đậm đặc hơn, nâng cấp hơn. Thì cái chữ Extreme này và đây là phiên bản Elder Perfume. Thì trước đây là nó chỉ là Elder Toilet thôi, một cái phiên bản nhẹ nhàng hơn, nhạt nhợt nhạt hơn. Thì đây là phiên bản đậm đặc hơn, Pure Homme nghĩa là dành cho nam nha các bạn. Chai này là 100ml và nó được sản xuất tại Pháp. Một chút xíu nữa Lâm sẽ quay cận cảnh cái thông tin ở dưới cái đít chai cho các bạn, bởi vì cái ánh sáng hiện tại nó thấy rất là chói, các bạn sẽ khó thấy hơn. Thì Lâm chỉ quay cho các bạn coi là đây là hộp full box thôi ha. Full box thì nó như thế này. Nó và một chút xíu nữa Lâm sẽ quay cận cảnh nó ở dưới đây cho các bạn xem. Bây giờ Lâm đã tiến hành bóc hộp và giới thiệu cho nó các bạn là cái chai như thế nào và cái những cái thông tin của nó như làm sao. Đây là Entry Noi phiên bản Extreme ha. Cái chai của nó sẽ không còn một cái màu mực đậm giống như cái chai thường nữa. Chứ cái chai trước đây á là phiên bản Elder Toilet thì nó toàn là một cái màu đen thôi, nó đen hoàn toàn luôn và một cái đen bóng. Thì cái này nó đen nhám khoảng phân nửa, đen nhám còn phân nửa trên thì chúng ta có thể nhìn thấy cái dung dịch bên trong. Và cái nắp của nó cũng làm bằng gỗ luôn ha các bạn. Cái nắp của nó cũng bằng gỗ và trên đây nó có khắc cái chữ Lalique đây. Có chắc chữ Lalique đây. Đó. Chúng ta hãy nhìn đây dưới đây để chai thấy các bạn. Một chút xíu nữa làm sao quay cận cảnh với các bạn xem. Bây giờ Lâm sẽ xịt thử kem. Khác như những gì mà Lâm mong muốn, bởi vì trước đây Lâm mong muốn là một cái mùi gỗ thật là đậm đặc, thật là nồng nàn. Thì cái phiên bản này nó đã pha thêm một chút gì đó, có nét giống như là dừa gỗ mà có một chút xíu rượu trong đây. Giờ mới ngửi lên thì có cảm giác nó hơi say say, nhưng mà có lẽ đây là phiên bản Extreme đậm đặc hơn, thì có thể là một chút xíu nữa nó lên da chúng ta sẽ nhẹ hơn. Thì thông tin mà Lâm đã xem trên mạng á, Lâm đã tham khảo trước đây á, thì cái phiên bản này được sản xuất vào năm 2015 và nó được một cái nhà thiết kế người Pháp thiết kế nó lên và nâng cấp nó hơn so với bản phiên bản Elder Toilet và song sinh với nó hơn. Cũng có một cái phiên bản nữa đó chỉ bản Sport, nhưng mà phiên bản đó ở Việt Nam thì Lâm chưa thấy. Ở Việt Nam thì Lâm chưa thấy cái chai đó. Khi nào mà có thì Lâm cũng sẽ nhanh chóng bốc hộp và chia sẻ với các bạn ha. Cái độ lưu hương của nó thì trên mạng nó nói là khoảng 7-8 tiếng. Thì cái này Lâm mới sẽ tăng đầu, Lâm cũng chưa có biết là nó thể lưu hương được giống như là trên mạng nói hay không. Còn cái độ tỏa hương thì thật sự là Lâm thấy nó có sự tỏa hương tốt đó. Thì vì nãy Lâm xịt ra thì Lâm qua tay qua chân như thế này thì Lâm thấy là nó cũng có một cái sự phất trong đó, thì có những người xung quanh đứng gần chúng ta cũng sẽ nghe được cái mùi này và nó sẽ tỏa hương tốt hơn nếu mà chúng ta xịt lên cả da và lên cả quần áo luôn. Thì cái phiên bản 100ml này hiện tại bên Lâm giá cũng khá là tốt. Nếu mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm với giá tốt nhất thì hãy liên hệ với hotline 0939010432 để được tư vấn và ship hàng toàn quốc. Sẵn đây Lâm cũng muốn nói luôn là Google AdSense thì ngày mai hoặc là ngày mốt trong những cái thời gian mà Lâm rảnh rỗi thì Lâm sẽ đi nhận và Lâm sẽ tiếp tục quay video cho các bạn xem. Rồi chúc các bạn thật là một ngày thật nice day ha. Đây là cái hộp của nó ha các bạn. Phần này là phần nít chai của nó. Cái hộp của nó là Lâm mở ra cho các bạn xem. Ở đây nó có cái mã QR code nha các bạn. QR code thì chúng ta có thể quét bằng cái phần mềm Zalo, quét cái này được nên các bạn.
mà mở Zalo lên chúng ta tìm cái WeCode, chúng ta quét cái này cũng ra. Còn cái code này á, thì có khả năng không ra đâu nha các bạn. Bởi vì cái code này á, là một trong những cái code của nhà Lalit. Thì cái gọi là cái ngân hàng dữ liệu của mấy cái mảng WeCode á, thì có khả năng nó chưa cập nhật. Nhưng mà chúng ta cũng có thể check ở trên trang checkfresh.net ha. Đây là phiên bản của Pháp nha các bạn. Và đây là mã code của chúng ta nha, 103354F18 nha các bạn. Trong cái hộp của nó. Screen on.